Mới đây, việc tuyển sinh bậc trung học cơ sở trong trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam bị Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị dừng vì thực hiện không đúng quy định của luật giáo dục, đó là không có hệ chuyên ở bậc trung học cơ sở. Điều này gây hoang mang cho nhiều phụ huynh có con đang học lớp 5 tại thủ đô. Điều đáng nói là nếu chiếu theo nghị quyết số 02 năm 1996 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 yêu cầu không tổ chức trường chuyên ở tiểu học và trung học cơ sở. Đồng thời, luật giáo dục năm 2019 cũng chỉ cho phép có trường chuyên ở duy nhất cấp trung học phổ thông, thì việc tồn tại của bậc trung học cơ sở trong trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam là sai quy định nhưng suốt 15 năm không bị tuyết còi. Không chỉ tổ chức mô hình chuyên ở bậc trung học cơ sở, mà việc sử dụng IELTS để tuyển thẳng lớp 10 cũng trái với quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng nó cũng trở thành xu hướng nở rộ ở nhiều trường, nhiều địa phương và cũng chỉ bị tuyết còi dừng từ năm nay. Rõ ràng, các địa phương thực hiện sai, nhưng việc để cho chính sách sai tồn tại thì trách nhiệm của cơ quan quản lý còn lớn hơn. Thực hiện sai thì phải dừng là đúng, tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng giáo dục có tác động tới mọi người, mọi nhà, nên trước khi thực hiện thì cần có lộ trình nhất định, tránh cấp tập. Cùng với đó phải truyền thông kịp thời tới các trường, các địa phương và cả phụ huynh về những thay đổi trước khi thực hiện. Dừng tuyển sinh là cần để chấn chỉnh tình trạng thực hiện không đúng quy định. Xong để đủ thì cần có sự giám sát và giải pháp ngăn chặn quyết liệt ngay từ khi những sai phạm này còn trong trứng nước. Có như vậy mới tránh được những vụ việc tái diễn như hiện nay của ngành giáo dục.